Anh có nhà không? Có. Anh có xe hơi không? Có lương. Hai chục triệu lần đó. Hoàn toàn không. Chúng mình lấy nhau nha. Triệu à, mà đòi cưới chị ba hả cưng? Mơ đi cưng. Em. NCT Production quay dựng về lòng tiếng, công ty NCT phát hành phim ngắn Con thầy, vợ bạn, gái công ty, diễn viên Minh Nhật, Tuyết Nga, Minh An, Thái Cường, Thanh Tài, Hoàng Kim và một số diễn viên lôi nhoi khác. Diễn viên lồng tiếng: Quốc Việt, Duy Kim, Hồng Ngọc, Long Biên, Hoàng Tuấn. Thưa ba, quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Cái gì chờ nãy giờ mà không ai bíp vậy? Ai không bíp tôi bíp. Nhất hả mày? Sao lâu rồi không thấy mày về thăm ba? Mày còn hứa dắt bạn gái về ra mắt ba mà, đúng không? Tuần này mày mà không dắt bạn gái về ra mắt ba là mày chết cha mày với tao nha con. Suốt ngày hai bạn gái đòi tới vợ, ba muốn thì lấy cho ba đi. Hai. Ê, sao sao? Gái bữa sao? Nhỏ này được lắm đó. Ấy ấy, đợi xíu. Sơi vô một cái đi. Sao vậy anh? Còn cái. Mặt em có dính gì hả? Không, mặt đơ như cây cờ. Mày cười đơ quá. Anh làm quá, có cái gì đâu. Nhỏ một bữa làm sao? Anh ơi, không có được. Con nhỏ đó nhát quá, em cũng không có được. Con nhỏ đó nhát quá. Theo phân tích của tôi, người nhạt là ống. Chứ tôi thấy con nhỏ đó cũng được mà. Thằng này nó nói đúng á. Để nói là không có được. Nhỏ đó nhà xa lắm, em đưa nó không có tiện. Đưa mô ông cũng tháng xa. Đưa thì nhà xa. Đưa thì công ty xa. Rồi thôi ông quen đài gại công ty cho nó lăn. Không được. Có ba thứ phải tránh. Một là con thầy, hai là vợ bạn, ba là gái công ty. Ủa như giờ sao? Là sao? Lên vis.vn cho nó lành. Ê, kệ em đi. Anh là sát thủ tình trường. Mấy cái chuyện này để anh lo. Anh sẽ gửi cho em và em mới. Tôi sẽ cung cấp thông tin dừng cổ được nhất trong công ty cho ông. Ông yên tâm đi.
Chà, bình thường để tụi anh. Tôi thấy bộ hai cậu mở công ty môi giới cũng được đó. Dễ ở dĩ nhiên bởi chuyện đó. Ôi, chuyện đó mình đừng nói. Làm gì ngay. Em xin lỗi, em về làm việc. Làm gì đi. Sao lâu rồi không thấy mày về thăm ba? Mày còn hứa dắt bạn gái về ra mắt ba mà, đúng không? Tuần này mày mà không dắt bạn gái về ra mắt ba là mày chết cha mày với tao nha con. Mọi người ơi, cho nhân sự giới thiệu. Đây là nhân viên mới, tên là Tuyết Nga, sẽ làm việc tại phòng sale. Mong các anh chị giúp đỡ em trong thời gian sắp tới ạ. Công nhận xích lưng của mình đẹp trai thiệt. Quê, bông, ê. Bông, qua đây, qua đây. Đợi chút. Quê. Ê. Ê cô. Cái gì vậy? Sao anh? Mày nhìn gì vậy? Đâu có nhìn gì đâu. Theo nhà cái học nghiên cứu thì đây chính là hiện tượng xét quạnh. Thích người mới luôn nha. Được có đâu. Xạo hoài, mày xạo hoài. Thấy da, ánh mắt của Trang đã phản bội lại lời nổi. Ôi, tiếng sét ái tình đánh vào đôi mắt ấy. Đôi mắt nhung quyền. Mày đừng có chối. Muốn quen thì nói một tiếng, anh em giúp đỡ cho. Không được. Con thầy vợ bạn gái công ty. Không có được. Nín giùm đi anh. Kệ em đi, đừng nghe ổng. Thôi được rồi, em xin lỗi hai anh. Em lỡ dạy, nhờ hai anh giúp đỡ giùm em nha. Từ đầu nói vậy coi phải khỏe không? Đúng rồi. Nói cho anh em giúp cho anh tiếng. Giờ muốn phải không? Đi, vừa kia, okay. Chỉ về chiều cho. Vậy, mục đích cuối cùng của việc cô gái là gì? Lâm bơ. Đồ ngu. Theo kinh nghiệm của đàn ông thời đại là phải làm như thế nào? Lâm bơ nuôi. Đại ngu, đồ đại ngu. Mục đích cuối cùng của việc cô gái là... Là cái gì? Phải đưa nàng lên giường. Đầu tiên, phải chọn một ngày thật đẹp. Nàng phải làm việc thật là nhiều. Mệt mỏi. Gần cuối ngày, vào nhà của tôi, chọn một bài hát thiệt là lãng mạn, thiệt là dễ thương. Gửi cho nàng kèm theo lời nhắn: hết giờ làm, anh chờ em trước công ty nhé. Good. Bước tiếp theo, mình sẽ lên Nava để mua cho nàng một con gấu bông để tặng nàng. Món hàng đã coi đi anh, Nava là bán hàng rẻ nhất rồi đó. Trời, cảm ơn em nha, lấy bài. Lấy bài, trời ơi, khách hàng đẹp trai gì đâu. Tặng cho em nè. Cảm ơn em. Mình đi chơi nha. Anna, bây giờ mình đi đâu nữa? Đi dạo tiếp đi. Nãy giờ mình đi dạo 8 cây số rồi đó anh. Vậy hả? Vậy thôi, mình đi ăn nha.
Đúng, phải đi ăn. Nhưng đi ăn thì phải nhậu. Nhậu. Vì ham mê giàu sang kêu bán đi hạnh phúc đời mình, rồi em theo cuộc chơi mà chẳng ai xem là cao quý. Để hôm nay mình em thầm khóc cho quãng đời tâm tối, em đã mang căn bệnh thế kỷ. Ngồi trong đêm quạnh hiu kia tiếc thương cho số phận. Anh ơi. Em mãi theo con đường tôi lối, thân xác em tôi không còn chi. Nói rồi không tin, nói rồi làm gì anh ơi. Rồi cha điêu ngoa, rồi cha mất nhau muôn đời. Cơm đã no, rượu đã say, đây là thời điểm tốt nhất để đi về. Tao không có mượn mày đâm ha. Vậy phải làm sao anh? Đây là thời điểm tốt nhất để Thôi rồi. Stop here. Tới nhà em rồi nè. Em đi chơi có vui không? Dạ vui. Vậy em có muốn vui hơn nữa không? Là sao anh? Mình đi chơi hết đêm nay nha. Chị bưởi, chó nhìn đồ lắm. Cô mà dữ dễ sợ. Đó chị thấy kìa. Trời ơi, mềm dễ sợ mà. Xin lỗi nha. Bớt người ta có người sập sỡ người đẹp. Trời ơi. Ủa sao em làm gì hết vậy? Em chỉ biết nhau. Sao cưng? Thằng chả ghê lắm á. Vậy hả? Mới vậy hả? Mới đi tìm mình hả chị? Ê má. Gì má? Đó, thằng chả đó má. Tóm đi chơi với gái đó má. Không phải đâu má. Thiệt đó má. Không phải mà tóm tin đâu má. Trời ơi nhìn. Mày biết vậy mày? Ê, em có bị chim luôn à. Có đứa ăn quả đá luôn cái thằng trồng cây. Vụ gì vậy hai ba? Ơi, đếm quá người ta hạnh phúc quả mà. Làm sao vậy tụi mình? Ý hai người là sao đây? Hả? Đi qua bên nữa đi. Sao là mày ăn xong mày chùi mép? Mày cho anh em liếm miếng không được hả mày? Đúng rồi, còn chỉ để cảm ơn anh em đi chứ. Nói gì là hai người muốn cái gì đây? Ê, rồi tôi hỏi ông, tối hôm qua ông có đi chơi về nhà không? Thì có. Có đúng không? Có. Nhưng mà chuyện này chỉ có tôi với hai ông biết. Sao giờ cả công ty biết hết trơn vậy? Ở chị này ngộ nha. Tao chỉ nói cho một mình bé Thương biết à. Em cũng như anh mà. Chị Thanh hỏi em mới nói đó. Em có nói với ai đâu. Ông kia, đừng có nhiều chuyện nha. Chuyện này chỉ có mình tôi với chị Dân cái toán biết thôi đó. Nhiều chuyện. Chết tôi rồi. Thôi bỏ đi. Dù gì hôm qua cũng được sướng đúng. Rồi. Sướng rồi. Giờ khỏi lo cô đơn rồi. Sướng cái gì mà sướng. Hai người im đi. Mình đi chơi hết đêm nay nha. Hôm nay đi làm cả ngày rồi, còn đi dạo với anh nữa, rồi uống rượu nữa. Em thấy trong người hơi mệt. Hay là để khi khác nha. Ủa vậy là sao? Thì nàng lên giường nàng, tôi lên giường tôi, sướng chưa? Thấy chưa? Con thầy vợ bạn gái công ty, hiểu chưa? Anh, lau nhà xong đi chợ nha. Bữa nay em muốn ăn tôm hùm đó. Được rồi, em cứ làm việc đi, để anh lo. Anh, bắt điện thoại giùm em cái. Được rồi,
Em cứ làm việc của em đi, để anh lo cho. Alo. Alo, Nhật hả mày? Dạ con nghe bà. Lấy vợ mấy tháng rồi, chừng nào có cháu cho bà bồng đây? Vì ba mà con rước của nợ này về rồi, bây giờ bà còn muốn con rước thêm của nợ khác nữa hả? Giờ để từ từ đi ba. Từ từ cái gì nữa, làm một đứa nhanh đi. Ba còn muốn bồng cháu nữa. Mày mà không nhanh là mày chết cha mày với tao nha con. Gì vậy em? Lại đây lắng nghe nè. Anh tới liền. Anh, em, em, anh sắp làm ba rồi đó. Ba? Ba thì sao? Cũng giống như ba dưới quê thôi mà. Mà ba, em nói thiệt không? Hả? Tôi sắp làm ba rồi. Tôi sắp làm ba rồi. Tôi sắp làm ba. Tôi sắp làm ba. Thôi được rồi, ba nó đi chợ đi. Em hơi mệt nên vô phòng nghỉ một tí. Tính xử lý thế nào? Bom rỉ IT. Nửa năm rồi không gặp, coi đừng có đổ lỗi đạo tôi. Cường IT. Đâu phải, mới 2 ngày mà. Sếp Luân. Tôi cho con 10 triệu, con nghỉ ngơi một thời gian đi. Anh Linh Technical. Câu lấy vậy, chúng ta sẽ giữ đứa bé. Giờ Nava. Đừng có đùa, tôi không có khả năng đó đâu. Thấy chưa, con thầy vợ bạn gái công ty. Hiểu chưa?